Xin chào mọi người. Hôm nay trời hơi âm u nên có thể nhìn chị anh hôm nay sẽ hơi tối, các bạn thông cảm. Hôm nay thì chị anh muốn nói về quả chanh. Chanh vàng hay chanh xanh đều là có rất nhiều ứng dụng rất là tiện ích cho gia đình cũng như là cho các món ăn bạn nấu ở nhà. Thường thì chanh vàng chúng ta hay sử dụng trong các công thức làm bánh vì nước cũng như là vỏ tinh dầu của chanh vàng rất là thơm và ngọt, rất hợp với các mùi vị vani và thường đi với nhiều loại bánh liên quan đến sữa chua, phô mai. Kể cả bánh quy cũng hay có thể dùng vỏ chanh ở trong. Còn chanh xanh thì chúng ta hay dùng trong những món Á, trong các loại nước chấm cũng như là nước giải khát, cocktail, mojito cũng dùng rất nhiều chanh xanh. Thường thì ở nhà chị anh hay dùng chanh để trước khi lấy nước thì chị anh hay bào vỏ, dùng một cái dụng cụ giống như thế này, gọi là cái bào vỏ chanh. Vỏ chanh rất là thơm nên là chị anh không thích bỏ phí. Mỗi lần mua chanh về là sẽ bào ra một ít như thế này, chỉ bào đến phần trắng, còn nếu bào sâu quá sẽ bị vào phần đắng thì sẽ không ngon. Đấy, bây giờ chị anh đã thấy mùi tinh dầu chanh sực lên mũi rất là thơm. Thì bạn có thể thấy là tinh dầu chanh nằm trong vỏ chanh sẽ toát lên rất là nhanh. Và vỏ chanh mình có thể pha vào rất nhiều thứ, trong đó nhiều phổ biến nhất là pha vào trong dầu ô liu để làm nước sốt trộn xà lách, hoặc là rắc lên các loại bánh ngọt. Ngoài ra thì vỏ chanh có thể phơi khô và sau đó bạn trộn vào đường trắng để đường của bạn luôn luôn có thơm ngát mùi chanh, hoặc là trộn vào các gia vị như quế hoặc là gì nữa. Tóm lại là bạn có thể dùng vỏ chanh với rất nhiều thứ để cho có mùi thơm ngát. Cũng có thể cho vào các túi lưới để bạn thả cùng với những quả khô và để phòng tắm thì sẽ rất là thơm nhà. Đó là về vỏ chanh. À, còn dụng cụ này là cũng là để bào vỏ, nhưng chanh hay dùng để bào ra sợi. Thì chúng ta sẽ có những sợi vỏ chanh. Nó sẽ... Này bào không đẹp lắm, nhưng mà nếu mà bào khéo thì nó sẽ thành những cái gọi là sợi ribbon. Nó xoăn. Thì khi bào lên bánh nó sẽ đẹp mắt hơn. Nhưng mà nó sẽ không mịn như là cái vỏ mà chị anh bào lúc nãy với cái dao này. Bây giờ nói đến phần nước chanh. Chanh khi mà vắt ra nước thì rất là bổ, có nhiều vitamin C. Và thường hàng sáng chị anh hay pha nước chanh với nước lọc ấm uống đầu tiên sau khi dậy để gọi là thanh lọc, đồng thời cũng sẽ giúp mình chuyển hóa chất trong cơ thể tốt hơn. Nhất là uống nước chanh sau đó tập tành thì cơ thể sẽ đốt mỡ nhanh hơn. Vì vậy sáng nào chị anh dậy cũng uống một cốc nước chanh, có thể chanh vàng hoặc chanh xanh đều được. Pha khoảng nửa quả chanh vào một cốc nước 200ml và là nước ấm. Thì để vắt được nhiều nước chanh nhất có thể từ một quả thì trước khi vắt chúng ta thường phải lăn trên một mặt bàn cứng, lăn một lúc thì sẽ ứa ra nhiều nước chanh hơn, khi mà cắt ra sẽ ra rất nhiều nước. Hoặc là bạn có thể thả quả chanh vào lò vi sóng trong khoảng 15 đến 20 giây cũng sẽ ra nhiều nước hơn. Ngoài ra có những dụng cụ để vắt chanh rất là tiện lợi mà chị anh hay sử dụng, đó là cái ép chanh này, và cái này là cái gọi là gì nhỉ? Dùi à? Thì có thể vắt bằng cách là bạn cứ vừa cắm vừa xoáy. Để chị anh vắt thử ra một
như thế là nước chanh sẽ ra rất là nhanh và không cần phải dùng lực mạnh để bóp quả chanh. Khi mà pha nước chanh thì dùng dụng cụ như thế này chúng ta sẽ ra được nhiều nước hơn. Các bạn thấy không? Rất nhiều nước. Còn nếu mà muốn dùng một dụng cụ ép chanh thì ta có thể vắt như thế này. Đấy. Nước ra rất nhiều. Kiểu này thì sẽ sạch tay hơn. Đây cũng là một trong sản phẩm bán rất là chạy tại Kitchen Art. Và cũng có phiên bản màu xanh lá cây để vắt quả chanh bé hơn. Và có phiên bản màu cam để vắt quả cam cũng y như thế này. Và cái hay của nó là khi vắt xong các hột sẽ đọng lại. Đọng lại trong cái vắt và không đi qua lỗ. Còn nếu vắt bằng tay kiểu này thì vẫn sẽ bị rơi hột xuống nước như bạn vừa thấy đó. Và như vậy là ta đã có nước chanh rất là thơm. Còn với chanh xanh thì một là vắt bằng tay, hai là bạn có thể dùng dĩa. Đấy, dĩa. Có thể dùng dĩa để chọc rồi xoáy vào thì cũng sẽ vắt ra nước rất là nhanh. Tuy nhiên cách này cũng khó chặn được vỏ chanh rơi xuống nước. Công nghệ chanh có lăn quả chanh rồi nên là nước ra rất là nhiều và mềm. Vỏ chanh khi vắt xong bạn cũng không cần vứt đi ngay mà có thể để tại mặt bếp hoặc là những chỗ góc có kiến bò. Thì tinh dầu chanh cũng như là mùi chanh sẽ khiến cho kiến sợ và bỏ đi. Và nếu như các bạn xem live của chanh hôm qua thì cũng biết một tip là khi nước chanh trộn với nước sẽ hình thành dung dịch giấm, là một dung dịch sát trùng, và bạn có thể xịt trong bếp cho thơm cũng như là sát trùng vi khuẩn sau khi mình chế biến đồ tươi sống. Các bạn hỏi chanh vàng mua ở đâu? Các bạn hỏi chanh vàng mua ở đâu? Chanh vàng mua ở rất nhiều siêu thị bán thực phẩm nước ngoài như là chanh hay đi L Place này, rồi Oasis, Lotte Mart chắc cũng bán nhỉ? Lotte Mart đều có chanh vàng. Gần đây chanh vàng đã xuất hiện nhiều nơi hơn. Hồi xưa cách đây nhiều năm thì mua chanh vàng cũng hơi khó thật, còn bây giờ chanh vàng chúng ta có thể mua khá là dễ. Và nước chanh vàng nếu mà bạn pha thử ở nhà sẽ thấy là nó rất là ngọt so với chanh xanh. Nên là chanh vàng, chanh xanh giống nhau nhưng thực ra cũng khác nhau rất là nhiều. Chanh xanh thì mùi hắc hơn, chua hơn, acid hơn. Còn chanh vàng thì mùi ngọt hơn và vị cũng không chua bằng. Nếu mà bỏ lò chanh vàng thì bạn sẽ có một cái hương vị nó rất là ngọt. Và thực ra dẻo, chanh vàng khi bỏ lò lại thành dẻo và không chua lắm. Và sẽ rất hợp với những món như là cá và gà. Đấy là hôm nay chúng ta đã nói rất nhiều về chanh. Hy vọng các bạn thích chủ đề này và ủng hộ Kitchen Art. Follow trang Kitchen Art cũng như là mua đồ của Kitchen Art tại shop 221 Giảng Võ hoặc là store.kitchenart.vn. Xin chào các bạn.